Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình S hôm nay, phát sóng trên kênh truyền hình VOVTV, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, thông tin gây nóng dư luận những ngày vừa qua, đó là Thanh tra Bộ Xây dựng đã công bố hơn một chục dự án xây dựng sai phạm của tập đoàn Mường Thanh do ông Lê Thanh Thản làm chủ tịch. Dự kiến tới đây, nếu được sự đồng ý của Bộ Công an, thì Công an thành phố Hà Nội có thể sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can sai phạm pháp luật của một số doanh nghiệp thuộc tập đoàn Mường Thanh. Các dự án của tập đoàn này, theo cơ quan điều tra là có dấu hiệu trốn thuế và vi phạm các quy định về quản lý nhà ở. Những vi phạm của tập đoàn Mường Thanh đã để lại những hệ lụy gì và khả năng khắc phục ra sao? Đây cũng sẽ là nội dung chính của chuyên mục S tiêu điểm ngày hôm nay của chúng tôi. Dự án chung cư cao cấp và thương mại Bermac, CT6 đường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội chỉ được phê duyệt 2 tòa chung cư. Trên thực tế, 3 tòa chung cư cao 32 tầng đã được xây dựng. Không có hầm để ô tô, không có sân chơi. Vì cái việc không thiếu một tầng hầm để xe ảnh hưởng đến cái quyền có chỗ để xe của người dân. Thế chủ đầu tư thì vẫn đang giữ quyền điều hành. Nhất là xe cộ để hai bên đường, một đường có nghĩa là trên dưới 6 mét thôi, không đủ tiêu chuẩn để để xe. Nên giả sử có để xảy ra tình trạng mà hỏa hoạn thì xe cứu hỏa không thể hoạt động. Những sai phạm này ngang nhiên tồn tại một thời gian dài mà không bị tuyết còi. Người dân mua nhà trả đủ tiền vẫn không được cấp sổ đỏ. Sai phạm của tập đoàn Mường Thanh và những hệ lụy. Thưa quý vị và các bạn, để có thể trao đổi về những thông tin liên quan tới những sai phạm trong các dự án xây dựng của tập đoàn Mường Thanh, thì ngày hôm nay chúng tôi đã mời tới trường quay Giáo sư Đặng Hùng Võ, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Xin chào Phương Anh, xin chào các quý khán giả của chương trình truyền hình VOV. Vâng, và xin được trân trọng giới thiệu luật sư Lê Văn Thiệp, trưởng Văn phòng Luật sư Toàn cầu và luật sư thành phố Hà Nội. Xin chào MC Phương Anh và tất cả các khán giả đang xem kênh truyền hình VOV của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vâng, xin được cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian để trao đổi với chúng tôi ngày hôm nay. Thưa các vị khách mời, thưa quý vị và các bạn, xây vượt số tầng được duyệt theo quy hoạch hay là bỏ diện tích cây xanh, vườn hoa để có thể xây thêm cả một tòa nhà chung cư. Đó là những sai phạm thường thấy ở những dự án xây dựng của tập đoàn Mường Thanh. Dự án chung cư cao cấp và thương mại Bermes CT6 đường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội là một trong số những sai phạm đã được công nhận khi mà người dân đã mua và vào sinh sống cho tới vài năm nay. Dự án chung cư cao cấp và thương mại Bermes đường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội là dự án liên kết giữa công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bermes và tập đoàn Mường Thanh. Tổ hợp CT6 hiện có 3 chung cư cao 32 tầng, trong khi theo quy hoạch khu CT6 gồm 2 tòa chung cư và chỉ cao 31 tầng. Tòa CT6C được xây thêm có 400 hộ được chủ đầu tư tận dụng từ diện tích vườn hoa, công viên và sân chung của khu tập thể. Không chỉ vượt số tầng, mà 2 tầng thương mại cũng được chia thành căn hộ bán cho người dân, trong khi 2 tầng hầm, chủ đầu tư bớt 1 tầng. Vì cái việc không thiếu một tầng hầm để xe ảnh hưởng đến cái quyền có chỗ để xe của người dân. Thế chủ đầu tư thì vẫn đang giữ quyền điều hành, vận hành. Thế có tổ chức trông xe cho ô tô, cho dân trên cái diện tích lưu không xung quanh tòa nhà. Và cái diện tích này đáng nhẽ ra sau khi xây xong là chủ đầu tư phải bàn giao cho chính quyền địa phương để quản lý, để chính quyền địa phương sắp xếp cho về giao thông đô thị, về cái đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy. Vỉa hè của dự án được tận dụng làm nơi để trẻ em trường mầm non vui chơi, lòng đường là nơi đỗ ô tô. Theo quy định, những khu chung cư vượt quá 10 tầng phải có đường lưu thông đảm bảo rộng từ 8 tới 10 mét. Đủ đáp ứng cho xe cứu hỏa thực hiện nhiệm vụ nếu cháy nổ xảy ra. Vậy mà con đường bao quanh khu CT6 đường Kiến Hưng Hà Đông chỉ khoảng hơn 6 mét. Chưa kể con đường này luôn chật kín ô tô đỗ hai bên đường. Nhất là xe cộ để hai bên đường, một đường có nghĩa là trên dưới 6 mét thôi, không đủ tiêu chuẩn để xe. Nên giả sử có để xảy ra tình trạng mà hỏa hoạn thì xe cứu hỏa không thể vào được. Điện quá tải do cháy dây. Thì xảy ra cháy dây thì cháy dây thì ngay tại dưới hầm xe. Khi nó cháy thì nó đứt được cái dây ý, thì nó cắt được điện. Nếu mà hôm đó mà cháy vào khu vực xe máy thì chắc cả cái khu tòa nhà này đi nổ bay đi hết. Từ việc tận thu của chủ đầu tư đã khiến dân số của 3 khu tương đương gần 5.000 dân trên tổng số hộ sinh sống là 1.200 hộ dân
tăng khoảng 30% so với quy hoạch ban đầu. Nhà chật chội, diện tích chung như vườn hoa, công viên không có, trong khi những thiết bị cần thiết như hệ thống quạt hút khói vẫn để trống, nước chữa cháy chỗ có chỗ không, không đảm bảo điều kiện tối thiểu để vận hành phòng cháy chữa cháy cho tòa nhà. Rõ ràng, cháy nổ hỏa hoạn là những hệ lụy đã từng xảy ra và sẽ còn tiếp tục xảy ra, đe dọa tới tính mạng của cư dân sinh sống ở nhiều khu chung cư giá rẻ do tập đoàn Mường Thanh xây dựng. Vâng ạ, có thể thấy rằng là qua phóng sự thì chúng ta có thể nhìn thấy rõ ở cái dự án chung cư cao cấp và thương mại Hermes CT6 thì có rất nhiều những cái sai phạm rõ ràng có thể nhìn thấy được, và điển hình như là vừa diện tích tới cả một tòa nhà chung cư. Tuy nhiên tình trạng này lại chưa hề được xử lý. Vậy thưa giáo sư Đỗ Hùng Võ, giáo sư nhìn nhận như thế nào về vấn đề này ạ? Chúng ta có thể thấy đây là một trường hợp mà chúng ta đã có đủ thông tin về những sai phạm rồi, những cái mà nhìn thấy rõ là nó không đúng quy hoạch và thậm chí là bớt xén của quy hoạch. Nhưng mà trên thực tế thì cái trường hợp này cũng khá nhiều đấy, chứ không phải là chỉ một cái series dự án này đâu. Thông thường thì chúng ta cũng biết rằng một cái cách thức phát triển hiện nay và cái cách quản lý phát triển hiện nay nó đang có những cái vấn đề lớn. Cái thứ nhất đây là chủ đầu tư muốn làm gì thì là cứ thế làm. Đôi khi thì cũng xin phép, rồi đôi khi là cũng được duyệt, rồi có những cái là không xin phép mà cứ thế làm và cũng không ai kiểm tra, không ai phát hiện. Chúng ta cũng biết rằng là cái khu này tồn tại lâu nay rồi chứ không phải mới đâu, thế nhưng mà cho đến bây giờ thì mới phát hiện ra chẳng hạn, thì có thể nói là có vấn đề cả về hoạt động của chủ đầu tư trong khi thực hiện, tự giác thực hiện quy hoạch, tự giác thực hiện những cái hạng mục của một cái dự án đầu tư đó. Và đồng thời chúng ta cũng thấy từ phía quản lý, kể cả quản lý chuyên môn về xây dựng lẫn quản lý chung của Ủy ban Nhân dân thì cũng là đều có vấn đề. Sự thực là nhiệm vụ của cơ quan quản lý là chúng ta cũng biết rằng nhiệm vụ của nó là thực thi pháp luật, đúng không ạ? Thế giờ và nhiệm vụ kiểm tra cái việc thực hiện pháp luật của tất cả mọi đối tượng trên cái địa bàn mà mình quản lý. Thế mà trong khi từng cái thời gian mà lại để xảy ra những cái sai trái với quy hoạch, những cái vi phạm pháp luật về mặt xây dựng, về mặt gọi là tổ chức không gian ở, thì chúng ta thấy rằng chắc chắn là phía quản lý cũng có những cái trách nhiệm khá lớn. Vâng ạ. Vậy thì với những cái sai phạm như thế này thì thưa luật sư, theo quy định của pháp luật thì những sai phạm trên sẽ được quy vào tội gì và theo cái điều nào của luật ạ? Thực trạng thì chúng ta đã thấy là cái khung pháp luật về việc quản lý cái hoạt động xây dựng ấy, trong đó có cái nhà ở đô thị thì đã rất rõ ràng. Có thể khẳng định rằng về mặt pháp luật, trong cái phân công các cái trách nhiệm, nhiệm vụ quyền hạn của các cơ quan quản lý nhà nước từ cấp phường, cấp quận, thành phố thì đã có rồi. Thế nhưng mà trong những trường hợp như thế này thì có thể nói rằng là cái hậu quả mà nó gây ra cho xã hội là rất lớn, bởi vì nó làm tăng cái mật độ dân cư, làm cái việc mà tiếp cận đối với các cái điều kiện an sinh xã hội và các cái dịch vụ xã hội như là y tế, văn hóa, giáo dục là không đáp ứng được, đồng thời lại còn chưa đảm bảo các cái điều kiện về mặt an toàn khi xảy ra các cái thảm họa thiên tai hoặc là các cái sự kiện như là cháy nổ hoặc là các vấn đề khác về an ninh trật tự. Thế thì theo quy định trước đây của Bộ Luật Hình sự 1999 và sửa đổi bổ sung năm 2009 thì được xác định cái tội vi phạm quy định về trật tự xây dựng quy định ở điều 229 Bộ Luật Hình sự. Thế thì nếu như theo cái quy định tại điều luật này thì việc xử lý các hành vi sai phạm thì có thể dễ dàng hơn. Tuy nhiên đến ngày hôm nay thì vấn đề lại trở nên khác đi. Bởi vì thực chất nếu như mà khởi tố đối với tội danh trốn thuế thì không có nhiều vấn đề phải bàn cãi. Thế nhưng nếu như khởi tố về vi phạm về các quy định về xây dựng ở điều 224 của Bộ Luật Hình sự 2015, mặc dù nó chưa có hiệu lực pháp luật trong thời điểm hiện tại, nhưng mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng như Tòa án Nhân dân tối cao và các cơ quan hữu quan là đã có những cái hướng dẫn để áp dụng những cái tình tiết có lợi. Thế vậy thì trong trường hợp này có thể nói rằng là để xử lý chủ đầu tư sẽ gặp rất nhiều trở ngại về mặt pháp lý, đặc biệt là chủ thể đối với cái tội danh đó. Vì tội danh quy định ở điều 224 được quy định về phê duyệt, về cấp, về thẩm định, về thực hiện các cái nhiệm vụ khác, chủ yếu theo cái hướng là xuôi từ trên xuống, tức là cách tiếp cận của nó. Thế nhưng mà thực tế trong cái trường hợp này thì chúng tôi cho rằng là cái trách nhiệm cũng hoàn toàn đồng tình với cái quan điểm của giáo sư Đặng Hùng Võ là cái vai trò của quản lý nhà nước.
bởi vì nó không phải là cái kim có thể giấu được, mà đây là một cái nó tồn tại rất nhiều vấn đề. Từ ở cấp phường, thanh tra xây dựng ở phường, thanh tra xây dựng ở quận, rồi ủy ban dân thành phố, các cơ quan báo chí. Thế vậy mà không hiểu sao lại vẫn để cho cái sai phạm nó xảy ra. Thế vậy thì việc mà không ngăn chặn được như vậy thì nó sẽ lãng phí tài sản xã hội. Nếu như trong trường hợp này mà xử lý hành chính hoặc là phải khôi phục lại hiện trạng ban đầu thì nó sẽ làm tổn hại đến nhiều vấn đề. Thứ nhất là lãng phí tài sản xã hội. Cái vấn đề thứ hai nữa là một thực trạng có thể cơ quan cảnh sát điều tra có thể khởi tố đối với tội lừa dối khách hàng. Bởi vì về mặt nguyên tắc, tức là khi đã phê duyệt quy hoạch, giả sử một tòa nhà có 31 tầng thì người ta chỉ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất đến tầng thứ 31. Thế vậy thì nếu như xây vượt quá tầng thì cái căn cứ pháp lý nào để cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu cho chủ tài sản? Vâng, đó cũng là một vấn đề được gặp ở rất nhiều các dự án chung cư của tập đoàn Mường Thanh, khi mà đất thuê của nhà nước được chuyển đổi sang đất chung cư, thế nhưng đều được xây dựng trước khi được phê duyệt. Ví dụ như là dự án liền kề tại dự án Đại Thanh thuộc Tả Oai của Tả Thanh Oai của Thanh Trì. Vậy thì giáo sư bình luận như thế nào về cái vấn đề này ạ? Chắc chắn đây là một cái hiện tượng chúng ta phải khẳng định đấy là trái pháp luật rồi, không có cách giải thích nào khác. Thế nhưng chỉ có một cái điều là ở Việt Nam nó lại rất hay xảy ra là bởi vì thế này, tức là tôi cho rằng chỉ có cách giải thích. Cái thứ nhất là cơ quan quản lý là kém về chuyên môn, tức là không rành mạch về chuyên môn. Thì cái nhiều người cũng nghi rằng điều đó chắc không phải. Thế cũng có một cái lý do thứ hai là cũng có thể là yếu kém về đạo đức, tức là có một cái gì chung lợi ích và lúc đó là chạy theo nhà đầu tư để mà thỏa mãn những cái ý định của nhà đầu tư. Nhưng chỉ có một cái điều là chúng ta thấy rằng câu chuyện nó không nằm ở đấy, mà câu chuyện nó đã phá vỡ toàn bộ cái quy hoạch đô thị của chúng ta. Cái điều đó mới là điều nguy hiểm, và nó ảnh hưởng tới đời sống của rất nhiều người dân, ảnh hưởng tới cái gọi là cái sự phát triển chung của đô thị, làm cho hạ tầng chật chội đi, khó khăn hơn. Và những cư dân cũ ở đây, người ta đã tính cái mức độ hạ tầng, tôi nói ví dụ như cấp nước chẳng hạn, toát nước chẳng hạn, nó là có chừng ý thôi. Thế bây giờ đưa thêm một cái lượng người nữa vào mà vượt quá quy hoạch, thí dụ như gấp đôi chẳng hạn, là câu chuyện nước thành vấn đề, câu chuyện điện thành vấn đề. Đấy là tất cả những cái đó. Đấy là chưa kể đến câu chuyện đường là cái mà chúng ta thấy hàng ngày. Thế ra là tôi cho rằng đúng là hiện nay là bây giờ chúng ta xử lý như thế nào thì chúng ta vẫn thảo luận với nhau cái chuyện là phá dỡ hay không phá dỡ. Thế giờ cũng có nhiều lý luận nói rằng đã bán cho dân rồi thì phá dỡ làm sao được. Tất cả những cái câu chuyện nó làm cho rất khó khăn trong cái phát triển đô thị. Và nó làm cho đô thị bị phát triển lệch hướng, không đúng với lại những cái dự định. Và rồi chúng ta cứ nói tại sao đường giao thông tắc, tại sao lại ùn người lên, tại sao lại như thế này, tại sao như thế kia. Tất cả nó là do những cái hành vi mà mỗi người chỉ chăm lo quyền lợi của mình. Vâng, có lẽ là vấn đề quản lý còn rất nhiều vấn đề chúng ta cần phải bàn tới, đúng không ạ? Vâng. Thưa quý vị và các bạn, xây nhà vượt quy hoạch hay là nhiều giấy tờ chưa được phê duyệt, thế nhưng chủ đầu tư vẫn bất chấp luật để hoàn thành dự án và chuyển nhượng 100% dự án cho người dân. Hệ lụy là những người mua chung cư thì không được cấp sổ đỏ, mặc dù đã về ở tới 5 năm nay, mặc và tiền thì cũng đã trả đủ cho chủ đầu tư. Con đã gần 1 tuổi, nhưng chị Nhài sinh sống tại CT8 chung cư Đại Thanh, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội, vẫn nghỉ làm ở nhà trông con. Vì nếu gửi con nhà trẻ tư thục, chị mất gần 4 triệu đồng một tháng, tương đương lương tháng đi làm. Mua nhà chung cư giá rẻ, nhưng các dịch vụ đi kèm như nhà trẻ thì giá cho người thu nhập cao. Chưa kể cư dân tầng 1 tới tầng 29 đã được cấp sổ đỏ, duy nhất 3 tầng nhà chị, từ tầng 30 cho tới tầng 32 chưa được cấp sổ đỏ, lý do chủ đầu tư xây vượt quy hoạch 3 tầng. Bọn em cũng mua ngay từ đầu đấy, ngay từ cái lúc mà cái tòa này mới xây được có móng thôi, tầng 1, tầng 2 thôi. Nhưng mà khi bọn em mua thì chủ đầu tư cứ khẳng định là làm được, nên là bọn em mới mua. Đến bây giờ thì vẫn chưa làm được, mãi mà vẫn chưa làm được. Quá thiệt thòi ạ, bởi vì cái căn hộ nhà em là so với những căn trước, căn dưới kia nó cũng không rẻ hơn đâu chị ạ. Cách đây 2 năm, tức là 2015, thì các tầng từ tầng 2 cho đến tầng 5 cũng như là 29 cho đến 30 cho đến 32 là đã làm một cái đơn kiến nghị rồi. Cấp trên, đấy, về đến việc là đề nghị cấp sổ đỏ, nhưng mà hiện tại thì vẫn chưa có phản hồi gì cả. 400 hộ cư dân sinh sống tại chung cư CT6 đường Kiến Hưng Hà Đông, Hà Nội cũng lâm vào tình cảnh tương tự. Nhà đã ở, tiền đã trả đủ chủ đầu tư, duy chỉ không được nhận sổ đỏ.
Vậy là cái sai của chủ đầu tư giờ đã chuyển sang cái sai của người dân. Sự đã rồi, vậy nhà nước liệu có thể đập bỏ cái sai này không khi mà số tiền đền bù cho quyền lợi của người dân là không nhỏ? Nhu cầu người ta bỏ tiền ra mua một căn hộ thì người ta cũng được muốn làm theo đúng pháp luật là được đăng ký và được cấp cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà. Nhưng mà vì cái sai đó đem ra là các cơ quan chức năng của nhà nước, ví dụ như Sở Tài nguyên Môi trường, không có cái căn cứ gì để cấp cho dân cả. Những tòa chung cư cao chọc trời, dân số tương đương cả một xã, diện tích lưu không bị ăn bớt, chủ đầu tư tận thu kiếm lời, sự nguy hiểm do cháy nổ, tai nạn thì dân nghèo phải gánh chịu. Biết là không thể có sổ đỏ khi nhà xây không phép, nhưng chủ đầu tư vẫn bán cho người dân. Phải chăng chủ đầu tư đã cố tình lừa người mua? Vâng ạ, phải chăng là cái tình trạng mà những cái dự án mặc dù là chưa có giấy phép xây dựng, tuy nhiên thì cũng đã bán cho người dân. Liệu rằng, thưa luật sư có nghĩ rằng đây là một cái sự cố tình lừa dối người mua của chủ đầu tư hay không khi mà bán nhà không được cấp phép xây dựng như vậy ạ? Đối với vấn đề này thì có thể khẳng định rằng là cái hành vi lừa dối khách hàng theo quy định của Bộ Luật Hình sự đã rất rõ ràng. Nó thỏa mãn đầy đủ các cái dấu hiệu cấu thành tội phạm. Thực chất tức là người ta bán cái mình không được phép bán cái mình không có. Thế nhưng mà đấy là với trách nhiệm đối với chủ đầu tư. Nhưng mà cái quan trọng mà theo cá nhân tôi mà nếu để đảm bảo cái kỷ cương phép nước, tức là nói một cách học thuật thì được gọi đấy là pháp chế xã hội chủ nghĩa, thì bây giờ phải xử lý nghiêm đối với những cơ quan quản lý nhà nước. Bởi vì họ đã có đầy đủ các công cụ, phương tiện, đầy đủ các quy định của pháp luật. Thế nhưng họ không thể để cho cái việc thanh tra, kiểm tra, giám sát cái hoạt động xây dựng này nó xảy ra theo cách đó. Thế thì trong trường hợp này tôi cho rằng là không những phải xử lý đối với chủ đầu tư, nhưng việc quan trọng nhất là phải xử lý đối với những cái người có chức vụ quyền hạn liên quan và có trách nhiệm trực tiếp đến các cái hoạt động xây dựng tại địa bàn, như là Ủy ban dân phường, thanh tra xây dựng của quận và các cái cơ quan chức năng. Thế bởi vì ở đây nó sẽ đặt ra vấn đề, nếu như anh không có tư lợi thì anh sẽ phải, tức là anh sẽ vi phạm quy định là thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Thế còn nếu như trong trường hợp chứng minh được các hành vi tư lợi thì có thể bị xử lý về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ. Còn nếu như trong trường hợp đó có thể phát hiện được các cái tình tiết về việc đưa và nhận hối lộ, là chủ đầu tư đưa một khoản tiền hay lợi ích vật chất, hay hứa hẹn đưa tiền và lợi ích vật chất cho người có chức vụ quyền hạn để làm hay không làm một việc gì đó theo yêu cầu của người đưa hối lộ, thì có thể xác lập, tức là có thể khởi tố với tội danh đưa hối lộ, nhận hối lộ, hoặc cố ý làm trái, hoặc thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, hoặc lợi dụng chức vụ quyền hạn. Vâng ạ, vậy thì từ những cái sai phạm đó của các dự án thuộc tập đoàn Mường Thanh thì thưa giáo sư có một cái bài học nào đó cho những người mà mua những dự án này không? Ví dụ như là người mua sẽ có quyền được kiểm tra những cái hồ sơ pháp lý của dự án, hoặc là họ cần phải có những kiến thức như thế nào trước khi mua các dự án ạ? Tôi cho rằng trong cái hoạt động của thị trường bất động sản thì đấy là một cái phạm vi mà được đánh giá là yếu kém nhất. Tức là bản thân người dân thì chỉ chăm chăm vào việc là mình đang cần nhà, bằng mọi cách là ai đây bán là mình đến mình mua, mà mua được là coi như là hỉ hả lắm rồi. Đấy thì một cái tư duy về nhu cầu nó vượt lên trên những cái rủi ro mà họ không bao giờ nghĩ tới, và thậm chí là nghĩ thì luôn luôn theo kiểu lãng mạn, tức là rủi ro chắc nó không rơi vào mình. Thế thì chính vì vậy mà người Việt Nam là không có một cái thói quen là tìm hiểu căn cứ pháp lý, xem là cái vật mình sẽ mua cái kia là có đủ căn cứ pháp lý để nó trở thành nó là sở hữu của chủ đầu tư kia, và khi mình mua thì nó sẽ là sở hữu của mình, thì không bao giờ người ta nghĩ tới những cái chuyện đó. Hoặc là đi xem cái dự án này, cái bố trí đó có phù hợp quy hoạch hay không phù hợp quy hoạch. Tất cả những cái đó thì tôi cho rằng là nếu mà một cái người tham gia thị trường bất động sản, tức là một người tiêu dùng bình thường muốn mua một cái căn hộ, là chúng ta phải làm tất cả những cái việc ấy. Đấy là nói về phía gọi là người tiêu dùng. Thế thì nhưng mà chỉ có đây ở Việt Nam thì nó lại cũng có một cái ngược là tìm đâu ra cái thông tin ý chẳng hạn, thì cũng lại khó. Chủ đầu tư thì bịt rất chặt, không bao giờ hở ra bất kỳ một cái quyển dự án, cũng không bao giờ hở ra. Thành ra là nó tạo ra những cái ngữ cảnh mà đến bây giờ thì nói cho cùng là người mua nhà là chịu thiệt, chứ còn ở đây đến chưa mở được ra một cái gì đấy
mà để thấy là chủ đầu tư sẽ bị phạt bao nhiêu hay là bị mất cái gì, hoặc là những người mà công chức cơ quan nhà nước là sẽ bị thiệt thòi cái gì, rồi cuối cùng nó lùng bùng như thế này. Thế rồi cuối cùng nó cứ để như thế, và cái người chịu thiệt cuối cùng thì vẫn là những cư dân đã bỏ tiền, rất nhiều tiền ra để mua, và hiện nay thì thậm chí là cái quyền sở hữu nhà cũng không có. Vâng, rất là cảm ơn giáo sư Đặng Hùng Võ và luật sư Lê Văn Thiệp đã dành thời gian để chia sẻ với chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, và những nội dung chính trong S tiêu điểm ngày 13 tháng 7 sắp tới cũng sẽ khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Hà Nội hiện có hơn 5 triệu xe máy, khoảng 500.000 ô tô cá nhân. Với tốc độ phát triển lần lượt là 7,6 và 12,9% mỗi năm. Dự kiến đến năm 2025, lượng xe lưu thông quá gần 7 lần năng lực giao thông ngoài vành đai 3, gấp 12 lần trong khu vực nội thành. Chuyện gì xảy ra nếu phương tiện cá nhân vẫn tăng hiện nay? Giảm cái phương tiện giao thông cá nhân, tiến tới cấm hoạt động của các phương tiện xe máy là một cái xu thế tất yếu. Hạn chế phương tiện cá nhân như đề xuất của thành phố Hà Nội vào năm 2030 có phải là giải pháp tất yếu? Để hạn chế phương tiện cá nhân, điều cần làm tiếp theo là gì? Đón xem S tiêu điểm phát sóng vào lúc 17:55 thứ năm ngày 13 tháng 7.